Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định bóng đá vòng 3 V-League 2023 thép xanh Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai, 18 giờ ngày 14 tháng 2 món quà ngày lễ tình nhân. Thép xanh Nam Định đang có phong độ cao lại thể hiện khát vọng giấc mơ vươn đến ngôi sao nên cuộc tiếp đón một Hoàng Anh Gia Lai đang èo ọt là cơ hội để xoay chuyển lịch sử đối đầu. Qua đó, củng cố ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Nếu nhìn vào quá khứ chầy chật mới trụ hạng phút chót thì việc thép xanh Nam Định đứng top đầu với 2 trận toàn thắng ở V-League 2023 là kết quả đầy bất ngờ. Tuy nhiên, câu chuyện thầy trò ông Vũ Hồng Việt tạm thời đứng trên các ông lớn như Công an Hà Nội, Viettel cũng không phải quá đỗi ngạc nhiên. Lý do, Nam Định đã có sự đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt bản hợp đồng có giá trị về chuyên môn như Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Khắc Ngọc, mới đây đăng ký Samuel để thay thế Wicker Da Silva. Chất lượng đội hình đi lên nên thành tích bước đầu tốt, nhất là việc gặp các đối thủ không còn quá xuất sắc, cũng không phải vượt ngoài sức tưởng tượng. Chắc chắn, mục tiêu của thép xanh Nam Định khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà không gì khác là một chiến thắng. Hoàng Anh Gia Lai từng là đại gia của V-League, tạo tiếng vang lớn nhưng thời vàng son ấy đã lùi vào dĩ vãng. Thực tế, đội bóng mùa này còn bị đánh giá yếu hơn so với mùa bóng trước sau sự ra đi của hàng loạt cầu thủ như Công Phượng, Văn Thành, Hồng Duy, Xuân Trường. Tất nhiên, người xem vẫn thấy ở Hoàng Anh Gia Lai tinh thần thi đấu máu lửa của một đội quân khát khao khẳng định năng lực. Tuy vậy, giới chuyên môn vẫn nhìn thấy những lỗ hổng về chuyên môn ở đội bóng phố núi không chỉ về nội binh lẫn ngoại binh. Hai trận hòa sau hai lượt trận vừa qua phần nào là minh chứng rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đối đầu với một mùa giải đầy thách thức và khó khăn. Với những gì đã thể hiện cũng như chất lượng đội hình hiện có, thép xanh Nam Định được đánh giá cao hơn so với Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đối đầu này. Để giành chiến thắng dễ, thép xanh Nam Định phải cải thiện kỹ năng ghi bàn. Bóng Thành Nam đã ghi 2 bàn thắng sau 2 trận nhưng đều từ những tình huống cố định, xuất phát từ lỗi trong phòng ngự của đối phương. Điều mà giới mộ điệu thép xanh Nam Định cần nhiều hơn ở đoàn quân ông Vũ Hồng Việt là sự đột biến ở các pha tổ chức phối hợp. Nếu cải thiện được vấn đề này, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành một chiến thắng cách biệt trước Hoàng Anh Gia Lai. Thống kê cho thấy Hoàng Anh Gia Lai thắng 7, hòa 3 và thua 1 trong 10 lần đối đầu gần nhất với Nam Định. Ở trận đấu của V-League 2022 tại Thiên Trường, hai đội hòa nhau 0-0. Trận thắng gần nhất của Nam Định 5 tháng 2 năm 2022 trước Hoàng Anh Gia Lai trên Thiên Trường lại ở cúp quốc gia. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!